Tuyệt thế đường môn tập 57, Học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tổ chức một cuộc tỉ thí dành cho Hoắc Vũ Hạo. Kết quả trái ngược hoàn toàn với ý định của bọn họ. Hoắc Vũ Hạo giành liên tiếp 32 chiến thắng mà không thua bất cứ trận nào. Điều này làm cho các thành viên của Sử Lệ Khắc vui sướng, còn học viên của Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế Quốc thì ủ rũ chán nản. Đúng lúc bọn họ tuyệt vọng thì một tia hy vọng lại lóe lên. Sau khi nhìn thấy thân ảnh đang đứng trên cao, các học viên lập tức bất ngờ. Sự có mặt của hắn khiến cho hy vọng bừng cháy. Cả đám đều tin Hoắc Vũ Hạo lần này sẽ bị đánh bại. Từ điều này liền có thể thấy được, tên thanh niên cầm kiếm đó rất lợi hại. Hắn ta nhanh chóng đi xuống sân đấu. Chuyện hắn ta có mặt ở đây cũng là do sự sắp xếp của Kính Hồng Trần. Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần lực để thăm dò, nhưng lại không cảm nhận được bất cứ sóng hồn lực nào. Hắn rút kiếm rồi báo ra tên của mình là Quý Tuyệt Trần. Từ lúc thức tỉnh vũ hồn đã tu luyện kiếm pháp, thanh kiếm trên tay chính là vũ hồn. Với mô tả bá đạo đến mức khó mà tưởng tượng, thì Hoắc Vũ Hạo đã gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Ngay sau lời tuyên bố bắt đầu, hai người đều không có dấu hiệu di chuyển, bọn họ đều đứng yên lại một chỗ nhập định. Đây không còn là đấu võ nữa mà chuyển sang chiến đấu bằng ý cảnh. Quý Tuyệt Trần là kiếm ý, Hoắc Vũ Hạo là quyền ý. Các học viên ngồi trên khán đài đều không nhìn thấy biến hóa, nên cứ tưởng hai người này đang đứng yên thăm dò. Họ đều biết rằng Hoắc Vũ Hạo và Quý Tuyệt Trần đang sử dụng chiến ý chiến đấu kịch liệt. Trận đấu càng lúc càng căng thẳng, sức mạnh từ hai người liên tục bạo phát ra xung quanh. Sân đấu bị tàn phá nặng nề, Hoắc Vũ Hạo rơi xuống thế yếu. Quý Tuyệt Trần đã tu luyện từ khi thức tỉnh vô hồn, đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Hoắc Vũ Hạo mới tu luyện cách đây không lâu, nhưng với hào quang của nam chính, cậu chỉ cần vài giây đã ngộ ra ý cảnh của mình. Rất nhanh sau đó, lại tiếp tục so tài chiêu thức, hai bên ăn miếng trà đòn liên tục. Chiêu thức hai người đều bị phá hủy. Phần so tài về ý cảnh ngang tài ngang sức. Kế tiếp là chiến đấu bằng năng lực thực sự, dùng tốc độ sấm sét lao vào nhau quần chiến. Tốc độ quá nhanh, học viên ngồi quan sát hoàn toàn không nhìn thấy chiêu thức. Bọn họ chỉ nhìn thấy hai vệt sáng lao vào nhau liên tục. Đi cùng đó là tiếng kim loại liên tiếp vang lên. Sau vài chiêu khởi động, Quý Tuyệt Trần cũng bắt đầu sử dụng đến kỹ năng. Hắn ngưng tụ ra nhiều thanh kiếm. Hoắc Vũ Hạo lại tập trung sức mạnh vào hai nắm đấm rồi lao đến đối kháng trực diện. Những gì tiếp theo chúng ta được nhìn thấy là hai luồng ánh sáng lướt qua nhau. Giây tiếp theo là một vụ nổ khủng khiếp. Sân đấu bị phá tan tành nhưng không có ai ngã xuống. Trận quyết chiến đã xong, Hiên Tử Văn đi xuống sân đấu. Dù Hiên Tử Văn đã là hồn đạo sư cấp 8 thì vẫn không nhìn rõ được chiêu thức, nên bất đắc dĩ phải hỏi xem ai là người chiến thắng. Quý Tuyệt Trần thu hồi kiếm rồi nhận thua. Điều này khiến cho học viên toàn trường há mồm ngơ ngác. Kính Hồng Trần cũng thừa nhận ngộ tính của Hoắc Vũ Hạo quá kinh khủng. Chỉ trong thời gian ngắn đã đưa ý cảnh của mình lên cảnh giới cao hơn. Điều đáng tiếc là cậu không phải người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Giờ người mạnh nhất học viện cũng đã thua, tiếp tục tranh tài cũng không còn ý nghĩa nữa, chỉ tốn thêm tài nguyên mà thôi. Hoắc Vũ Hạo lập kỷ lục chiến thắng 33 trận liên tiếp. Lão sư của học viện thì tức điên tiết, học viện không chiến thắng nổi một trận, uy danh của học viện bị mất hết rồi còn đâu. Trái ngược lại với dáng vẻ đó, Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo lại cực kỳ vui sướng. Hai người cùng nhau ôm theo một đống kim loại hiếm trở về phòng. Cô gái tên Nana đã đứng trước cửa phòng chờ đợi. Mục đích đến đây là vì trước đó, Hoắc Vũ Hạo đã giam cầm oán linh hồn của cô. Lần này đến là muốn cậu trả lại oán linh. Hoắc Vũ Hạo thẳng thắn cho biết, trận chiến đó là do cô ta đã nổi sát ý, tung ra chiêu sát thủ. Nếu không phải có sự trợ giúp thì có lẽ bây giờ đang nằm dưỡng thương rồi. Nana vẫn tiếp tục cầu xin, Hoắc Vũ Hạo nghe xong cũng động tâm nên đồng ý trả lại. Ba người đi vào phòng rồi cậu bắt đầu thi triển tinh thần lực của mình liên kết với linh hồn Nana. Quá trình liên kết giúp cậu nhìn thấu được một phần ký ức. Lúc còn nhỏ, cô đã mất hết người thân. Chuyện này có liên quan tới Thánh Linh Giáo. Đây là tổ chức thần bí kinh khủng. Có một phần bộ hoạt động ngoài sáng, thành viên có lõi được xưng là trưởng lão. Bọn họ có thể điều khiển, thậm chí cầm tù linh hồn của người khác. Cô đến học viện học tập cũng là quyết định của Thánh Linh Giáo. Đợi sau khi tốt nghiệp, sẽ chính thức gia nhập bọn họ. Hoắc Vũ Hạo nhớ lại chuyện của Mã Tiểu Đào. Trước đó, Mã Tiểu Đào đã bị một tổ chức thần bí thực lực mạnh mẽ đưa đi. Rất có thể có liên quan đến Thánh Linh Giáo. Giờ lại biết Nana đang gặp nguy hiểm, cậu và Thái Đầu đều muốn trợ giúp. Việc trước tiên cần phải làm là thay đổi y phục để đến phân bộ Minh Đô dò xét thử xem.
Nhân lúc trời tối, Nana chủ động dẫn đường. Hoắc Vũ Hậu thì dùng hồn kỹ mô phỏng thành cái bóng để đi theo. Từ lúc tiến vào địa bàn Thánh Linh Giáo, mọi bước chân của Nana đều bị theo dõi. Có vẻ như người của tổ chức không phát giác sự bất thường, nên Nana đã dễ dàng đi vào bên trong. Không ngờ rằng, phân bộ Thánh Linh Giáo lại ẩn giấu trong một ngôi nhà bình thường. Sau khi dùng lệnh bài xác nhận thân phận, Nana thành công đi vào trong. Bên trong đã tập trung rất nhiều người, tất cả người ở đây đều mặc một bộ y phục màu đen trùm kín đầu. Tất cả đều đeo mặt nạ nên danh tính lai lịch bị giấu kín hoàn toàn. Bọn họ đồng loạt dùng dao cắt một vết trên bàn tay, rồi dùng máu của mình để thực hiện một loại nghi thức thần bí nào đó. Rốt cuộc đám người này đang định làm gì? Mã Tiểu Đào liệu có liên quan tới Thánh Linh Giáo hay không? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé! Tập phim này đến đây khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại!